Chào mừng các khán giả thân yêu của Gia Bảo Luxury đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì nhân vật chính của chúng ta trong video này đó là chiếc đồng hồ Roman Jerome Mundus Goldmood Black. Trong làng chế tác đồng hồ, để khẳng định tên tuổi của mình và mang đến cho thế giới những chiếc đồng hồ thuộc dạng độc đáo và siêu phẩm, thì các thương hiệu luôn dành thời gian và công sức để nghiên cứu những thứ mới lạ, những cơ chế vô cùng phức tạp. Chúng ta có thể kể đến Rolex với việc sử dụng đá thiên thạch để làm chất liệu cho mặt số, Erlang & Schwarz với chất liệu vàng mật ong có độ cứng hơn cả platinum, hay là Richard Mille với hợp kim carbon NTPT hiện đại. Và cũng không thể không nhắc đến thương hiệu đồng hồ Roman Jerome, một thương hiệu vô cùng độc đáo, chuyên sản xuất những mẫu đồng hồ độc đáo. Vậy thì thực sự là nó độc đáo ở điểm nào? Chúng ta hãy cùng phân tích mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Đây là phiên bản kỷ niệm 40 năm con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng từ năm 1969. Đầu tiên phải nói rằng mẫu đồng hồ này không phải là để dành cho những người mới chơi đồng hồ, cần tìm một chiếc để sử dụng hàng ngày, đi làm, đi công tác hay là du lịch. Đây chính là mẫu đồng hồ dành cho những nhà nghiên cứu sâu sắc, mang tính chất sưu tầm cao. Bộ vỏ với kích thước 46mm sẽ là quá to đối với những ai có cổ tay nhỏ hoặc hơi cầu toàn. Tuy nhiên thì đây không phải là nỗi băn khoăn khi bạn được sở hữu một món phụ kiện mang tính chất sưu tầm như thế. Sử dụng vàng hồng và hợp kim carbon, thép PVD được lấy từ bộ vỏ của con tàu Apollo 11. Đây chính là con tàu đầu tiên mang sứ mệnh đưa các phi hành gia lên mặt trăng năm đó. Bộ vỏ với thiết kế khá cồng kềnh, nếu như chỉ nhìn qua ảnh, các chi tiết vàng hồng và hợp kim carbon, thép PVD xen kẽ, hai bên đối xứng là các vấu lớn, các cạnh sử dụng những chiếc vít hình ngôi sao 5 cánh để cố định kết cấu. Tổng thể chiếc đồng hồ tương tự như một con tàu vũ trụ thu nhỏ đang vi vu trong không gian và điểm đến được xác định là mặt trăng. Lật mặt sau của chiếc đồng hồ, tấm đáy dường như mô tả hết ý nghĩa mà các nhà chế tác mong muốn được truyền đạt tới những vị chủ nhân đáng kính. Viền ngoài cùng chính là tên thương hiệu, mã hiệu của chiếc đồng hồ. Mã hiệu này giúp chúng ta có thể phân biệt được các năm ra mắt với các mẫu khác nhau hay là các phiên bản sử dụng chất liệu khác nhau thông qua việc tìm kiếm. Tiếp theo chính là tên bộ sưu tập Mundus DNA, các chất liệu ngoài không gian. Ngày con người đặt dấu chân đầu tiên lên mặt trăng 20 tháng 6 năm 1969 cùng với hình ảnh dấu chân được in rõ ràng trên bề mặt của tấm đáy bằng phương pháp đặc biệt. Điều độc đáo của chiếc đồng hồ chính là ở phần mặt số, không có các cọc số chỉ giờ, không có ô chỉ báo lịch hay là các chức năng khác. Đơn giản chỉ là một bề mặt gồ ghề huyễn học. Chất liệu mà thương hiệu này sử dụng cho mặt số của chiếc Mundus Goldmood Black chính là bụi trên mặt trăng, một trong những chất liệu có lẽ là nhiều người chưa từng nghe nói đến vì khoảng cách quá xa và cũng quá khó để nghĩ tới. Thế nhưng Roman Jerome đã làm được, bề mặt của mặt số đã được phủ bụi trên mặt trăng, cũng được cả thiết kế để mô tả bề mặt của mặt trăng và sự gồ ghề đến chân thật. Các kim chỉ báo giờ và phút được thiết kế skeleton, cả vòng tròn kim giây cũng như vậy. Thiết kế có phần phá cách này giúp chúng ta liên tưởng tới những cây anten của các con tàu vũ trụ. Chúng là vật vô cùng quan trọng để giúp cho những phi hành gia có thể liên lạc được với nhau và liên lạc được với trạm thông tin trái đất. Ở ngoài không gian thì âm thanh không thể chuyển đi được, nên tất cả đều dựa vào các hệ thống anten này. Âm thanh của chúng ta sẽ được chuyển thành dạng sóng radio và sóng này cũng sẽ được chuyển hóa sang dạng âm thanh phát ra trong mũ của các phi hành gia. Tiếp theo thì mẫu đồng hồ này sử dụng bộ máy lên dây cót tay C22RZ51. Bộ máy này có khả năng giữ cót 42 giờ đồng hồ, 23 chân kính, hoạt động với tần số là 28.800 VPH và được bảo vệ bên trong lớp vỏ siêu đặc biệt. Có thể thấy rằng cỗ máy này đã mang đến cho người sưu tầm những điều vô cùng mới lạ và đặc biệt, đúng không nào? Mẫu đồng hồ này chắc hẳn sẽ khiến cho những người chơi đồng hồ lâu năm sự khao khát vào việc sở hữu nó. Và có thể biết đâu đó trong vài năm tới đây sẽ là một trong những mẫu đồng hồ được tham gia những phiên đấu giá nổi tiếng. Vậy còn ý kiến của các khán giả của Gia Bảo Luxury thì cảm thấy như thế nào về cỗ máy thời gian này? Hãy để lại ở phần bình luận bên dưới và đừng quên đón xem những video tiếp theo của chúng tôi để cùng cập nhật những mẫu đồng hồ độc đáo nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!